Con bên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn to, trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn to, trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng Chúa cái và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dình tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm màu nhiệm tháng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, ta hãy xin cho được sông xứng đang làm con cái Chúa. Lạy Cha con ở trên trời, con nguyện trên Cha ca sáng, Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người.
Lạy Thượng con ở trên trời, chúng con người danh gia ca sáng nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin che cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Chúa, được Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thể ngắm Đức Chúa Giêsu giao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận tin mừng. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha ca sáng nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Trời hộ xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Thần. Kính mừng Maria, đến phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu ở lòng bà hộ phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ ơi, trời của con, có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu ở lòng bà hộ phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ ơi, trời của con, có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ ơi, trời của con, có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ ơi, trời của con, có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Mai, Đức Mẹ ơi, trời của con, có là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng giản Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn gần lên lòng Chúa thương xót hơn. Chúng con này ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và được nhờ kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa đây mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Vì vậy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô và Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hương phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng khoan dung và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kinh mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã khá lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Khi con no buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lãnh sự
xa gì tổ hối cùng làm việc để tội cho xứng. Amen. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trong thánh lễ sáng hôm nay, chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các nghi lễ sau đây: cha Giuse Đinh Triều Trân, Andre Nguyễn Đắc Minh lễ dỗ, Dominico Đinh Văn Phán, Giuse Mai Đông Khánh, Giuse Mai Đông Khánh, Phaolô Đào Văn Thược mới qua đời, Maria Lâm Thị Linh Châu, Ferguson lễ dỗ, Maria Nguyễn Thị Hồng mới qua đời, Maria Trần Thị Lý, linh hồn Nguyễn Hoàng Vũ, các linh hồn gia đình Nhung Phượng xin đơn bình an, chị Nguyễn Kim Chi xin đơn bình an và khỏe mạnh cho Nancy. Và chúng ta cũng trong thánh lễ chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedicto mới qua đời tuần vừa qua. Và trong thánh lễ hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những người đau yếu bệnh tật, và đặc biệt là những người, một số các gia đình trong kỳ lễ nghỉ vừa qua đi đây đi kia về, và cũng có nhiều người trong gia đình cũng bị bệnh COVID trở lại. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người được mau sớm bình phục. Nhân anh cha và con và thánh thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và cùng với giáo hội, đặc biệt là giáo hội ở Hoa Kỳ, hôm nay chúng ta mừng kính lễ Thánh Elizabeth Ann Seton, là vị thánh người Mỹ được sinh ra ở nước Mỹ này đầu tiên. Và xin thánh nhân cũng cầu bầu cho mỗi người chúng ta để chúng ta cũng có được lòng mến Chúa yêu người như chị thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin thức bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã truyền dạy giáo hội Chúa phải tuân giữ giới răn cao cả là mến Chúa yêu người. Xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh nữ Elizabeth Ann Seton mà thực hành những công việc bác ái, hầu được kể vào hàng chân phúc trong nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Đó là lời Chúa. Toàn coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thánh của người. Toàn coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Gầm vang lên hơi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với toàn thể dân cư. Sông Lạt ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa. Toàn trái đất này xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Và họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói:
chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô. Đó là lời Chúa. Và chúng ta vẫn còn ở trong mùa Giáng sinh, và đặc biệt là trong mùa Giáng sinh, chúng ta được nhắc nhở, mời gọi để suy ngẫm về cái món quà của ngôi hài Thiên Chúa làm người. Và món quà đó, Thiên Chúa mặc khải cái vinh quang của Ngài. Và đặc biệt là trong phụng vụ thì chúng ta thấy được nhắc lại những người từ đạo. Và đặc biệt là với ngày hôm nay, Trung Giáo hội ở Mỹ mừng kính lễ thánh Elizabeth Ann Seton, là vị thánh gọi là quốc gia đầu tiên được sinh ra ở đây. Và sinh ra ở New York ở ngày 28 tháng 8 năm 1774, có nghĩa là 2 năm trước khi đất nước này được độc lập. Sinh ra trong gia đình phải nói là khá giả, bởi vì bố của bà là giáo sư đại học, và sinh ra ở trong gia đình gọi là đạo Tin Lành. Khi 19 tuổi thì bà lập gia đình và có được 5 người con. Chồng của bà qua đời khi mà bà được 30 tuổi, lúc đó mới 30 tuổi thôi, rất là trẻ, và phải nuôi 5 người con. Và cái điều mà cảm hóa bà để về sau này bà trở lại vào đạo Công giáo, đó là khi chồng của bà bị đau bệnh, có như là trên giường bệnh ở bên Ý, thì bà thấy những người Công giáo ở đó, họ có cái cách sống đạo gọi là mà làm mà họ bà không có nhìn thấy ở trong đạo Tin Lành. Đó là có là ba cái điều, và cũng bà vì ba cái điều đó mà sau này bà quyết định bà theo đạo Công giáo. Thứ nhất đó là sự hiện diện của Đức Kitô ở trong bí tích thánh thể, là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là về việc sùng kính Đức Maria. Đức Maria trong giáo hội, Đức Maria trong cái lịch sử ơn cứu độ, cái vai trò của Đức Mẹ. Và cái điều thứ ba nữa mà làm cho bà đó, có nghĩa là ở đạo Công giáo trở về cái nguồn. Nói nôm na là chúng ta tuyên xưng là về truyền thống của các tông đồ. Và vì ba cái điều đó mà khi mà bà trở lại Mỹ sống cuộc đời, và sau đó mấy năm sau thì bà đã xin vào đạo Công giáo. Và sau đó bà đã thành lập dòng, đó là cái dòng của các sơ dòng bác ái, và dựa theo cái linh đạo của dòng của bác ái của thánh Phaolô Đi Pô. Và qua đó cái công việc chính vẫn là lo cho những người trẻ, giáo dục cho những người trẻ, bắt đầu mở những cái trường học, mở những cái bệnh viện. Bà một vị thánh, một người đàn bà, nhưng mà đã được Thiên Chúa dùng để trong cái việc giáo dục và như trong cái việc bác ái. Và giống như cái hệ thống trường Công giáo ở Mỹ này, chị Thánh chính là cái người đã đi tiên phong, đã đi khai phá để làm những việc đó. Vậy hôm nay có lẽ chúng ta cùng với Giáo hội Hoa Kỳ để chúng ta mừng kính, và cũng xin là chị Thánh giống như cái lời nguyện đầu lễ, là xin qua cái tấm gương của chị Thánh giúp cho mỗi người chúng ta có được cái lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân. Và cái lời Chúa ngày hôm nay chúng ta thấy trong cái bài đọc thì nói rằng là ai sinh ra bởi Thiên Chúa thì không có phạm tội không? Thì không biết là cái ông bà và anh chị em có cảm nhận cái điều đó không? Tất cả mọi người chúng ta ngồi ở đây, chúng ta đều đã được sinh ra trong Thiên Chúa, phải không? Vậy thì mình có phạm tội không?
không những phạm tội vãi ra luôn nếu vào. Vậy thì đâu là cái niềm hy vọng? Có lẽ qua bí tích rửa tội, chúng ta xin để cái mầm mống của đức tin, cái mầm mống của hạt giống, cái mầm mống của sự thánh thiện nên được gieo ở trong gọi là tâm hồn, trong cuộc sống của chúng ta. Trong đó cũng nói, nó nhắc nhở đến là cái là mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người đó. Cái đó là cái điều quan trọng. Chính vì vậy mà cho dù chúng ta có phạm tội hết tất cả gì nữa, mà nếu như mà chúng ta mở lòng trí, chúng ta trở lại cái mầm sự sống đó, chính là cái điều mà Thánh Gioan muốn nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Cho dù chúng ta tội lỗi, nhưng mà chúng ta quay đầu trở lại, và lại cái mầm mống đó cũng là cái lương tâm của chúng ta. Khi chúng ta làm những cái điều xấu, những cái điều tội lỗi, thì chắc chắn lương tâm chúng ta nó sẽ căn rứt, nó nhắc nhở cho chúng ta. Và đó chính là cái niềm hy vọng. Cái việc mà mình không phạm tội đây có ý mà Chúa cứu cho mình rồi thì mình không phải làm cái gì hết, không. Ân sủng của Thiên Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta ý thức được gọi là cái sự yếu đuối mỏng giòn của mình. Đó chính là cái niềm hy vọng mà mỗi người chúng ta. Và trong đó thì cũng nói rất là rõ, căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái của Thiên Chúa với con cái của ma quỷ. Và trong đây nói là ma quỷ đã phạm tội ngay từ đầu. Vậy thì ma quỷ đã phạm tội vì cái gì? Kêu ngạo, phải không? Và kêu ngạo, cái tội kêu ngạo là cái tội không có vâng lời. Và thứ hai nữa là dối trá. Dối trá với lại ông A-dông và A-ba. Đó chính vì vậy mà có lẽ rồi nói nhắc nhở chúng ta rồi thì sống công chính là sống như thế nào? Vậy vị thánh nào được coi là người công chính? Thánh Giuse, phải không? Đó. Và Thánh Giuse là người công chính, là người tuân giữ các giới luật của Chúa, người mà luôn luôn đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, phải không? Đó, có lẽ qua cái đó và để mà chúng ta làm được cái điều đó, bởi vì cái mầm mống sự sống của đức tin của Thiên Chúa đã được gieo vào trong tâm hồn, trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể tin vào cái điều đó và để cho chúng ta sống mỗi ngày một tí. Mặc dù chúng ta có vấp ngã, nên vấp ngã xuống, nhưng mà vì cái mầm mống đó để giúp cho chúng ta trỗi dậy, để chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày một tí. Và trong cái bài phúc âm hôm nay thì cũng nhắc nhở cho chúng ta là con chiên Thiên Chúa. Con chiên Thiên Chúa làm cái gì? Đấng xóa tội trần gian, không? Và nhắc nhở cho chúng ta. Rồi khi mà trong thánh lễ, đây chiên Thiên Chúa, lạy Chúa con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh, không? Thôi chỉ nói tóm lại là những cái bài đọc ngày hôm nay gọi là nhắc nhở về cho chúng ta Đức Kitô, cái món quà đó, Ngài tới, Ngài chiếu soi vào trong tâm hồn cuộc sống của chúng ta. Và chính cái mầm mống đó, chính cái lời hạt giống của cái lời Chúa đó là cái ánh sáng soi rõi cho chúng ta. Và cũng chính máu của con chiên Thiên Chúa đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta, để cho chúng ta có được cái niềm tin, có được cái niềm hy vọng đó. Và ước gì trong suốt cái mùa Giáng sinh này, chúng ta tiếp tục chúng ta suy ngẫm về cái món quà đó. Và cái món quà mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta không phải để rồi chúng ta cất giấu nó đi, nhưng mà mỗi ngày chúng ta đem ra, chúng ta đọc, chúng ta suy ngẫm, và cái lời đó là lời của Thiên Chúa, để rồi qua đó chúng ta áp dụng vào trong, cũng như cái món quà mình nhận được ở trong cái Giáng sinh, không? Có ai gọi là nhận được quà Giáng sinh xong ta mở ra cái nhìn thấy, ôi không phải hàng hiệu, bỏ nó đi. Chắc chắn Chúa Giêsu không có phải là hàng dỏm đâu, mà hàng cực cực gọi là hiệu luôn đó. Chính vì vậy xin cho mỗi người chúng ta cũng tiếp tục đón nhận, khai phá, khám phá ra những cái gọi là
nét đẹp của lời Chúa để rồi qua đó chúng ta áp dụng, và đặc biệt là noi gương hay là các thánh, những người đã đón nhận Đức Kitô một cách trọn vẹn. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Cũng như giọt nước hòa tan trong điều này, xin cho chúng con được thông phần thiên tính của Đấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm người với chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ứng thiêng liêng cho chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, xin Thầy rửa mọi lỗi lầm tội con đã phạm, xin Ngài thành tội. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin chấp nhận của lễ hội thánh Chúa tiến dâng. Này chúng con đang cùng nhau tưởng niệm tình yêu vô biên của con một Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh Elizabeth Ann Seton để lại. Nhờ đó tình yêu của chúng con đối với Chúa cũng như đối với nhau ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh như một năng lượng luôn luôn mới mà làm cho hội thánh lên phong phú. Và Chúa tỏ cho chúng con thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài sốt sắng chuyển cầu trước nhan Chúa. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con
mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới vinh mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhắc con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Mikae chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ thánh lễ chúng con vừa hiệp thông, Chúa đã cho chúng con thêm sức mạnh. Xin giúp chúng con noi gương thánh Elizabeth and Seton mà sống với Chúa cho trọn tình con thảo và sống với nhau cho vẹn nghĩa anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em.
Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống trên tất cả anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chọn đời đồng chí cầu cho chúng con lạy ca thánh.